Chị ông cho con hỏi thăm nè, như vậy thì chị ông ngồi thiền và niệm Phật như vậy là trên mấy mươi năm hết xong, nhưng mà một mình chị ông ở trong ăn cốc như vậy nè, rồi chị ông có dùng bữa cũng như là thọ thực không chứ, hay là mình tập trung vô là suốt ba mấy năm là như vậy luôn chứ? Có, mình có thọ thực, nhưng thọ thực đúng nghĩa là với 6 giờ sáng phải không? Dạ. Phải ăn cháo hoặc là ăn cơm gì đó phải không? Rồi xong quả chân là 8 giờ thọ trì kinh nha. Dạ. Xong làm quả chân đúng 11 giờ mình ăn cơm. Đó. À. Nếu đúng 11 giờ ăn cơm rồi chiều không ăn thì thôi, phải không? Còn nếu có khi nào chiều mình hơi đói thì mình cũng phải ăn lúc vừa đúng 4 giờ rưỡi. Lúc đó mình đã uống nghĩa là cho nó là tất cả các linh hồn rồi đó, phải không? Mình sẽ đậu cơm lúc đó chứ không ngủ tối nữa được, không ăn tối. Dạ, có nghĩa là theo đúng như thường ngày của sư ông là sáng 6 giờ là sư ông họ thực một cử nhẹ. Rồi tới 8 giờ thì sư ông trì chú niệm Phật niệm kinh. À. Rồi tới đúng ngọ thì sư ông mới dùng. Đúng rồi, đó là mấy bữa chính của sư ông nha. À. Còn từ chiều tới tối thì có bữa sư ông dùng, có bữa thì không dùng, không dùng. Dạ, coi như là sư ông áp dụng như vậy là trên mấy mươi năm rồi đó sư ông. Là kể từ lúc ẩn tu đó ha. Từ lúc ẩn tu. Dạ, còn cái lúc mà còn giống như là tới lui giống như là bên ngoài hay sao thì sư ông có áp dụng cái cách đó không sư? Cũng có áp dụng cách đó, không ăn cơm tầm bậy. Tất nhiên sáng rồi đi đâu cũng vậy, ở trong chùa phải không? Sáng đậu cà phê hoặc ăn cháo hoặc trong chùa lo sẵn đúng 6 giờ ăn rồi đó, ra đi rồi đó. Thì đúng đó là 11 giờ về ăn cơm. Rồi có khi chiều không ăn còn đi đám đó lại tụng kinh giúp người ta đó. Người ta phải chỉ cho nước mình uống thôi, mình uống miếng nước rồi mình về chứ mình không ăn uống cái gì. Dạ, tuyệt vời quá. À, không ăn uống cái gì. Hèn gì con thấy sư ông năm nay giống như là thọ quá chỉnh luôn. À. Con thấy sư ông còn tới lui khỏe khoắn mà có được sức khỏe, con cũng rất là giống như là muốn được thực hành giống như sư ông á. Nhưng mà chắc duyên chưa tới. Duyên chưa tới. Dạ. Duyên của con nó chưa tới. Dạ. Khi nó tới rồi đó thì cũng như này nói thầy Minh Tệ bây giờ cũng đi vậy đó, là ổng theo đó, là ổng đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca Chánh Tông. Đó là tu bên khất sĩ. Khất sĩ là phải đi xin ăn, ta gọi gần khất là xin ăn là khất sĩ phải không, sĩ là tu. Tất nhiên người tu sĩ phải đi xin ăn đó Đức Phật Thích Ca cùng với 1.500, 1.250 vị tỳ kheo đi khất thực. Mà không phải đi á, là ở trong nước của Ấn Độ không, mà cái nước Ấn Độ nó rất là lớn, có 7 nước nhỏ đâu. Yeah. Ông sẽ đi vòng trong 7 cái nước nhỏ đó đi khất thực cho nè. Từ sáng á, đi đến, nghĩa là 10 giờ rồi đến nghỉ không đi nữa. Như vậy là để dỡ bát ra cúng đồ này kia, cúng Phật, cúng đồ rồi, tổ đồ xong mà ở trên rồi đó. Thọ thực từ giờ đó, ngồi nghỉ trong đó chỉ là ngồi thiền rồi tụng kinh tụng sách gì ở trong chỗ gốc cây đó nha, rồi nghĩa là ngủ ở gốc cây đó luôn nha. Yeah. Ngủ ngồi hoặc là ngủ nằm thì cũng ở gốc cây đó, rồi có người ngủ ngồi được, có người ngủ nằm được như thế vậy. Rồi sáng á 6 giờ đi khất thực nữa, đi như thế là đi theo đó là của Phật Thích Ca ngày xưa. Yeah, như vậy là ngày xưa, bây giờ thì mình gọi là Ấn Độ chứ. À. Ngày xưa là tới 7 nước nhỏ trong đó, 7 nước nhỏ trong đó. À. Dạ, có nghĩa là đi nước này qua nước kia luôn. À, đi nước này qua nước kia. Dạ. Cho nên thành thử ra bây giờ nó có những người đó, những ông thầy tu mà không học, chưa tới, làm sai ha, tu sai này kia cái nọ, cái chính ăn này nọ mà không phải đâu, đó là làm theo đúng theo Đức Phật Thích Ca đó. Dạ. Có sách có vở ổng dạy đàng hoàng, chứ phải đó ổng thiết khởi lại cho nó là chúng sanh mình học phải không. Dạ. Nhưng mà không học mà còn nó là hết tiểu ngôn luận nó không đúng nữa, cho nên từ chỗ đó mang cái tội lắm á. Dạ. À. Dạ. Còn á bây giờ này, con thấy rõ ràng cái quả nó có những người đối xử với cha mẹ không ra gì phải không. Dạ. Coi cha mẹ ghẻ đối xử không ra gì, rồi cha mẹ đã mất đi, rồi tới chừng nữa con nó đối xử y lại như thế vậy. Đúng rồi, cái đó con có thấy ngoài đời thiệt luôn. Nó đốt ứng như thế vậy. Dạ. Phải, cho nên nó là coi như là mình mới nói đó. Coi như là các vị thánh ta nói giọt mưa trước rớt đâu thì giọt mưa sau rớt đó. Dạ. Tiên diện giọng khô khô sư nghi bất động.
âm canh thiện chủ thiện hữu thiên tai lợi kỷ tổ nhân khởi vô quả báo. Nếu lợi mình mà tổn hại cho người ta là mình phải bị quả báo này. Yeah. Không có người nào chắc thấy như thế vậy. Như vậy thì theo như lời dạy của sư ông là mình nên làm việc gì lại cho mình mà lại cho người nữa. Đúng rồi, thì mình hẳn làm, mình hẳn làm. Còn hại người mà lợi mình thì đừng làm hết sân ha. À. Dạ. Còn có những người nói đó, có những ông đó nói đó, nói đó, thì thành thử anh nói mấy thầy tu nó giống. Chứ tôi chưa thấy Đức Phật A Di Đà, tôi nói là Đức Phật A Di Đà là không có, không bao giờ có. Yeah. Nhưng mà thầy sẽ nói là có, thầy sẽ nằm thầy ngủ ha, thầy tỉnh thầy sẽ thấy Đức Phật A Di Đà rõ ràng. Mà nếu mình gọi á Đức Phật Thích Ca là bằng sư phụ của mình, phải không? Yeah. Là cũng như cha rồi, phải không? Thì coi như mình gọi Đức Di Đà là bằng ông nội. Tại Đức Di Đà có trước Đức Phật Thích Ca lâu lắm, khi Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi. Yeah. Biết rằng ở đó cách 10 muôn dặm có một vị Phật tên A Di Đà. Các vị đệ tử của Đức Phật bên đây phải đi qua nghe kinh đó bên ngoài, nghe Đức Phật A Di Đà đi giảng tiếp. Yeah. À, cho nên mấy Phật có kinh A Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ, hai những kinh đó là của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ông nói sau này đó chỉ khi kinh của ngài Đức Phật Thích Ca ở ra độ tội ta bà đã mất hết rồi đó. Chỉ còn lại kinh A Di Đà chịu 100 năm, kinh Vô Lượng Thọ chịu 100 năm nữa rồi đó sẽ mất, còn lại chỉ có 6 chữ kinh A Di Đà Phật nó là mất, nó là hết. 6 chữ A Di Đà con thấy giống thời nay của gì xem. Thì đó, bây giờ là mình áp dụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, A Di Đà Phật. Kinh tới đây sẽ mất, bởi vì những người đó chưa có coi kinh nhiều chưa biết. Năm 2008 thầy đi dự đại hội ở hay là ngoài Hà Nội, yeah, ở chùa Quán Đức nha. Như thế vậy đó thì đã ra kinh, nó rút ngắn là hết trơn rồi. Nhận kinh về nó đã ra kinh rút ngắn hết chứ nó không còn giống kinh cũ nữa. Dạ. Yeah. Nó mất đi rất nhiều. Nhưng mà năm đó đó là năm đó qua hội, thì rõ ràng cho Phật đã nói là qua hội á. Yeah. Qua rồi á thì coi kẻ còn người giữ mới biết, phải không? Đó, cho nên thành thử ra khi lâm qua hội rồi thì thế gian mình những người á, nếu không tài không đức thì từ từ chạy mất qua không nổi, qua không nổi. Yeah. Còn cho những người còn lại có đức và có ước lớn thành để nói dòng nói dốc sau này. Yeah. Giống như đợt dịch trôi qua đó sao? Đúng rồi. Thì cũng thấy làm quá trời đó mà mình khoa học tiến bộ cỡ nào mà đâu có làm nổi. Đâu có làm nổi. Yeah. Nó con thấy giá tỷ như nhà thương với nhà cháu ha. Hai nhà, nhà thương đã làm đó là thời vua chủ ở ác quá, hai anh em thiêu hết nhà, nhà kiệt với nhà nhà là vua, nhà thương là chủ nghiệp đó. Yeah. Chứ vậy là tiêu hết. Thì con chả thấy rằng một cái gì tướng nổi lên Phương Tượng Tử Nha, ổng sống tới 400 tuổi. Người phàm mình như ổng tu, ổng ngồi, ổng câu cá ở bờ sông Vinh. Dạ. Ổng được số trời đã tới đó cho người đi đến chịu ổng rước ổng về để cho ổng làm tướng trong cái triều vua của nhà cháu. Dạ. Để điều trị đánh mấy nổi là nhà Hương. Thì ổng lên thì coi như ổng đánh là nhà là thương tiêu diệt hết nhà châu, hay là quản lý toàn bộ của là hết trơn toàn bộ kể cả. Dạ, con xin gửi lời chào quý diễn giả. Thưa quý diễn giả, ngày hôm nay thì mấy anh em ngôn á có hữu duyên á đi ngang một em cốc của một vị sư ông của chúng ta. Thì vị sư ông này á là người đã ẩn mình tu tập trên 30 mấy năm, nguyên dịch là sư ông chỉ dành thời gian cho việc là ngồi thiền cũng như là niệm Phật thôi nha quý vị. Dạ, thì ngày hôm nay á mấy ngàn của ngôn á có đi ngang qua em cốc của sư ông thì cũng ghé để hỏi thăm cũng như là trò chuyện cùng với sư ông.
À, thôi thì bây giờ ngon xin mời quý vị và cùng với ông cùng vào bên trong để hỏi thăm sơ quý vị. Dạ, con mấy em con mới lại sơ thôi. Dạ. Dạ, à, sư ông cho mấy em con xin phép á, à, được trò chuyện với sư ông nha. Dạ, dạ, nó mô như đặc. Dạ, thưa sư ông, à, ngày hôm nay á, mấy em con ghé ghé thăm sư ông là trước hết. Và cũng có một số giống như là thắc mắc, à, hy vọng rằng trong ngày hôm nay mấy em con sẽ được sư ông giải ạ. Dạ, thưa sư ông, là giống dĩ á, con thường nghe nói đến là ngồi thiền đó sư ông. Nhưng mà ngồi thiền trong cái khoảng thời gian dài như vậy á, và không có người thầy để mà dẫn dắt cái sư ông, à, cái câu chuyện như thế nào, hy vọng rằng sư ông có thể hướng dẫn cho mấy em con cũng như là quý vị Phật tử gần xa được biết không? Mình nói thẳng đó, trời đất, lúc ngồi thiền đầu tiên đó, thì mình ngồi dậy tỉnh bây giờ mình vô mình ngồi một tiếng nha, rồi từ từ ngồi lên tiếng rưỡi, lên hai tiếng, rồi lên hai tiếng rưỡi, lên ba tiếng, rồi đến khi nào mà mình ngồi suốt đất được 24 tiếng. 24 tiếng sao? Ngồi suốt được 24 tiếng. Dạ. Và từ đó đó mình mới có ngồi trình được, mà ngồi trình 24 tiếng không là mình không phải là ngồi thiền không. Mà bây giờ đó gọi rằng á, các vị hòa thượng cao đó, chủ nó đã nói không phải ngồi thiền không mà nó là thành chánh quả. Nhưng mà cái thiền đó là mình thiền để mình tập trung cái tâm của mình và cái tánh của mình nha, đó, để cho nó đừng có rối loạn của mình. Thì từ cái chỗ đó mình tu hành này kia cái nọ để cho nó bớt sân si này kia cái nọ. Còn cái vấn đề mình đi làm á, mình cũng gọi là thiền. Giờ à, đi làm cũng gọi là thiền. Bây giờ cái tâm của mình á, ha, là thiền, đi tới đâu mình thiền là mình hiểu tới đó những cái chuyện đó, cho nên gọi rằng cũng là thiền. Hai bên có thể một người tin vào cái ngồi thiền là nó đắc thành chánh quả, nhưng khó lắm. Hồi trước á, tu ngồi thiền, cái thời Đức Phật Thích Ca 500 năm á, còn gọi là thời gọi là chánh pháp nha, với cái thời gọi là 1000 năm kế Phật Thích Ca đó, là 1500 năm đó, là còn ở thời trung pháp đó, thì ngồi thiền là tốt, tu thành chánh quả nhiều. Nhưng mà hiện nay đó, ngồi thiền đó, mình xét thấy lại đó, bây giờ ra 1000 người chưa được đắc quả một người. Yeah. Có thể nó quả tẩu nhập ma là tại vì qua hết đó, 1500 năm nó là vào cái thời kỳ mạt pháp rồi. Thời kỳ mạt pháp thì ma lại dưới quỷ nhiều hơn, nó lộng hành nhiều hơn. Dạ. Và tới đâu đó là ma quỷ nó tới đó. Khi nào ma quỷ nó đừng có nói là phá thấy mình được nữa là mình cao hơn đó, nó mới không được phá thấy mình. Vì con ma nó có nói con sẽ không phá Phật được thì con cũng phá đệ tử của Phật. Dạ. Cho nên từ chỗ đó những người tu mà đắc đạo thì ma quỷ rất là nhiều, ma quỷ nó theo rất là nhiều. Nhưng mà mình có hai mấy vị thần hộ độ, coi vậy là Thiên Long Hộ Pháp Kim Cang Bát Bộ này nọ theo mình 25 người để phục vụ cho mình. Dạ. Để tu hành từ cho quỷ ma cả. Nhưng mà cũng do cái tâm của mình, khẩu nghiệp của mình, mình nhất là giữ là cái khẩu của mình, cái tâm của mình nó là chính. Cái hậu quả của cái khẩu mình với cái tâm của mình nó biến loạn ra, mình muốn cái gì thì cái tâm mình kiếm cái đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi không được đạt thành chánh quả. À, thưa sư ông, vừa rồi con có nghe sư ông nhắc đến là thiền không nhất thiết là phải ngồi, mà ngồi trong lúc đi đứng nằm ngồi gì cũng vẫn gọi là thiền. À, cái này con chưa hiểu à? Thiền là sao? Vừa mình vừa đi làm công chuyện nhưng mình thiền định trong tâm của mình cứ nín ha, hơi thở đó mà mình cứ niệm Phật, không nói, không gì hết, mình thiền ha, mình thiền ra để coi mình quán tưởng và mình thiền là gì,
quán tưởng thôi, phải không? Dạ. Mình làm cái chuyện đó nó đúng không hay nó sai, hay làm được không? Giống như là mình sửa tâm mình như thế nào? Sửa cái tâm mình. Mỗi lần làm thiền định, định là gì? Định cái tâm mình lại. Dạ. Đừng cái cho cái tâm mình phóng phát. Như thế vậy là gọi là thiền. Nhưng mà các vị, bởi vì con thấy bây giờ những thầy đó mà tu quá, mà ép thiền quá, tôi bị hòa thượng nhận ma. Nha, nó các vị hòa thượng đó bây giờ ít cho ngồi thiền đó, thiền đó, tu thiền nó ít được đắc đạo lắm. Dạ. Mà bây giờ có những cái người được đó, tu đắc đạo là những cái người được Bồ Tát quá thân hoặc là Phật quá thân thì tu mới được đắc đạo, còn phải là những người bình thường chỉ tu đó, nếu thấu hiểu đó đắc đạo được là thành các cái vị đó là La Hán. La Hán là tốt rồi đó, nhưng mà không được cái vị La Hán. Bây giờ thầy nói đó, có thầy đã học trong cái sách đó, nha, Phật đã tiếp rồi. Ba vị đã tu chung nha, làm chủ trì chùa ha. Ba vị đã làm đều làm chủ trì chùa hết, nhưng cuối cùng mà đã hứa bây giờ nếu ai về tới trên nghĩa là coi như là khỏi nghĩa là Tây Phương phải không? Thì về báo hiệu cho cái ông còn lại ở dưới này biết trước. Như vậy thì ba người tu, như vậy là cuối cùng một ông về trước tới trên cảnh thì ông không thấy xuống, ba năm không thấy ông xuống. Một ông kế tiếp sau ông đã thu thần duyên tịch, ông đã nhập kiết bàn, thì ông về trên cảnh đúng ba năm là ông quá thân trở lại, ông xuống ông kêu người bạn của ông là chủ trì chùa thu chung ông. Ông nói tôi đã về tới nơi ở khỏi nhà Phật rồi, tôi đã lên cảnh, tôi mà nghe pháp một thời pháp và tôi đi vòng quanh để đó là lễ Phật, và đồng thời rồi đó là tôi đó là xuống dưới này tôi cho đó là sư huynh hay. Dạ. Ha, tôi đã về nơi khỏi Phật rồi. Như thế vậy thì ông đã nói gì thì ở dưới này là thời hạn ông này ông trong là ba năm, chỉ có một một bài pháp thôi, chỉ đi một vòng thôi mà thời gian ở dưới được cho qua ba năm hết chứ. Ba năm. Dạ. Ha. Còn cái ông kia thì ông không có liên lạc được với ông kia, không biết kia ở đâu, nhưng biết ông kia đó ông cũng đã đạt, nhưng mà ông đạt không được về cõi Phật, ông về nơi cõi trời. Yeah. Ông về nơi cõi trời nhưng không biết ở nơi cõi trời nào, tại vì 33 cõi trời. Yeah. Chưa biết ông ở cõi trời nào, chưa thấy vậy, cho nên nó rõ ràng tu được đắc đạo thôi, nhưng mà nói gắng tu nhưng mà nhờ Phật độ. Bây giờ cũng như thầy, bây giờ thầy cũng được Phật độ. Nếu ban đêm phải không, ban ngày thì không thấy, nhưng mà ban đêm á, nếu con ra con sẽ thấy rằng thầy có hào quang và con mắt thầy cũng có hào quang ha. Nhưng thầy đã biết trước chuyện gì, thầy đã biết trước. Nhưng mà điều nói là mình cứ gắng tu không nói, vì có Phật độ cho mình ha. Đó, cho nên thành thử ra mình gắng tu là cái đó, tu là có được đắc quả thôi, quyết lòng tu phải không? Mình có số tu mình đắc quả, cho nên á mình mới nói đó nó là đúng như thế vậy. Dạ thưa sư ông, vừa rồi trong bài giảng cũng như là trong lời giảng của sư ông á, thì con có nghe sư ông nhắc đến là mình là được tới 26 vị cũng như là những vị thần hậu đó sư ông, thì con không biết rằng mình làm như thế nào mới được chư thiên cũng như là gia hậu cho mình để mình có thể tinh tấn trên con đường tu tập ở sư. Khi đó mà con sẽ nhận cái trách nhiệm nha, là con đừng có là thăng cái chức là hòa thượng, cho con thăng cái chức là đại đức nha. Đại đức tức như là con giữ 250 giới nha, những giới đó là 250 giới của đại đức của tỳ kheo nha. Rồi dưới là 48 giới của Bồ Tát đó. Thường thường thì thầy nó là ở đây, nhưng mà thầy không có đau bệnh thì xin miễn trường hạ, nhưng mà thầy không đi trường hạ được ở đây. Ngày gần thầy phải tụng giới là Bồ Tát ha. Còn ngày 30 thì thầy phải tụng giới của tỳ kheo. Yeah. Cho nên là khi
một vị đại đức khi đi đó ra ngoài đường mà đi thọ trì kinh cứu cho chúng sanh hoặc là những gì thì tại chúng sanh ở ngoài không thấy, nhưng mà mình phải biết là mình sẽ thấy nè, có 25 vị theo hỗ trợ cho mình, Kim Cang Bát Bộ và Kim Thần Hộ Pháp và tất cả là đều theo hộ độ của mình, là 25 vị yeah. Ở sau lưng mình. Như vậy thì con không biết rằng còn năm giới mà của quý vị Phật tử giữ nữa sao, mình có được chư vị phù hộ chưa, gia hộ chưa? Cũng có chư vị phù hộ mà mình làm phải cho nó đúng. Thì bây giờ năm giới, giới sát ra. Bây giờ để đối là mình nói đó là cái nhân quả mà Phật đã cấm, giới đầu tiên là giới sát sanh, nghe không? Chúng sanh không sát sanh từ những cái loại bò bay mái cựa và đồng thời những biết cái loại những đi đứng này kia kia nọ, nghe không? Từ loài vật cho mày đến loài người, không sát sanh không đánh đập người, phải không? Dạ. Cái đó là nó trở thành là cái là quả sau này. Nhân thì nó phải có quả làm người á, dạ. Nó phải có quả. Bởi Bồ Tát mới nói Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Mà nếu chúng sanh đã giữ năm giới đó, giới thứ nhất em, là nó là coi như vậy là không phải là sát sanh. Giới thứ hai là không là chọn cấp vật nhỏ đi đi, như một vật nhỏ thật một trái cà trái ớt của ta thôi, ấy mình đã không có đó mình vẽ nghe. Dạ. Mình vẫn làm ăn cái tàu là không có giữ giới đó được, không giữ giới được. Dạ. Giới thứ ba là đừng dâm dục nghe. Dạ. Đó, nếu còn trong Phật tử còn có vợ có chồng có dâm dục thì cũng tránh cái ngày 14 giờ ngày gặp và ngày 29-30 mùng 1. Dạ. Đừng dâm dục những ngày đó. Dạ. Vì những ngày đó là những ngày lớn, những ngày giết của Phật. Dạ. Những ngày đó đó khuyến khích là vợ chồng mà đừng nên lên ấy. Mình ăn chay ăn tương tưởng Phật phải không? Dạ. Đừng nên dâm. Thứ ba nữa là thứ tư nữa đó là cấm những cái là mình không nói dối, không nói lưỡi ai chịu coi vậy chứ cái hậu quả mà con người đó, nói đi được nói lại được cái lưỡi hai chiều phải không? Yeah. Phật cho rằng cái lưỡi hai chiều coi gì chứ nó có cái hậu quả lắm, cái hậu quả. Yeah. Thứ ba thứ năm nữa là đừng nên thọ ngũ giới rồi đó là năm giới rồi thì có hứa với nhà Phật, khi thọ giới có hứa nhà Phật con không uống rượu suốt đời là giới thứ năm. Yeah. Năm giới Phật tử con không uống rượu suốt đời. Nhưng mà nếu mình đã hứa với nhà Phật rồi đã từ bỏ, nhưng mà mình không bỏ được mình uống rượu thì sau này mình sẽ bị đọa vào địa ngục. Tối cao nhất là một cái giới đó. Thà là mình không hứa. Không hứa. Dạ. Còn đã chấp nhận hứa giữ giới đó là mình phải làm đúng với cái lời tác nguyện của mình là mới được cái sân. Đúng mới được. Dạ. Chứ nếu mình không hứa đúng là không. Con nghe nói là mỗi một giới như vậy là được 36 chư thiên gia hộ hộ độ. Gia hộ là câu chuyện nó sẽ như thế nào xong kể cho là mình. Mỗi một tầng đó có đó là 7 vị chư thiên thay nhau, mỗi một tầng đó là 7 vị chư thiên nhiều xuống quan sát dưới trần này nhưng mình không thấy ai làm cái gì đó không ghi vào sổ hết. Là mỗi một tầng cho qua như vậy là có 7 vị chư thiên, 7 vị chư thiên là xuống quan sát cũng như là gia hộ cho người đại hộ, nhưng mà cũng sẽ ghi chép tội ghi chép cái hậu lộc. Làm được cái gì phải không? Dạ. Yeah. Rồi bởi vì nói tại sao con kiến không lộ là tại sao? Bây giờ mình nói giả sử như bây giờ là thầy nói tránh bỏ ra, thầy nó đi tụng cho thì nó không nhiều lắm, ba người à nha. Như thế vậy đó, sau khi ông này với vợ chồng này giết nhiều quá, tức như ở chợ 14 này chứ không sao. Như thế vậy đó, ngày gần chết đau đó, một quần một áo bỏ hết không bận chung ở dưới cái sàn nằm ở dưới đất là ép không là phải chung với sàn đó. Cái quả báo đó ý đó là con heo mà trốn người ta như vậy đó,
bắt đầu là thầy nào cũng không chết. Thì có người ta kể, người ta nói đi rước thầy Hải ở chùa Thanh Lâm, thầy Hải tụng kinh cầu an hay đó. Dạ. Như thế vậy thì bắt đầu từ chỗ đó đi vô rước thầy về, thầy thấy thầy lên đó, thầy mới vô thắp hương cho củ quyền của ảnh, ngồi xong ngồi trên thầy mới thưởng bằng Phật, thầy xin thầy làm cái lễ tiến trong đàn quảng trên, nhưng cũng phải lấy nghe. Bắt đầu xong đàn quảng trên rồi, thầy nói thầy chỉ cho ổng, thầy tụng kinh cho ổng là ba bữa, đúng chân là ba bữa. Thời kinh Kim Cang là cao nhất của Phật đấy, độ cho chúng sanh, mà kinh Kim Cang là Phật Thế Tôn tụng, Phật tụng chứ không ai được tụng kinh đó. Nhưng mà thầy có cái căn tụng kinh đó, cho nên thầy tụng kinh đó rồi nó đúng là ba bữa không chứ. Nhưng mà thầy nói đó, là cái hậu quả nó có sẵn như thế vậy, cái quả báo nó có sẵn như thế vậy. Những người giết dạ, còn có những người đã có một ông thầy đã đến tụng, như thế ông ăn thịt chó, chuyên người giết thịt chó này. Như thế vậy mình lợi cũng đau đó. Ông chung dưới sàn ông lú đầu cũng ra, ông sổ hú hú bốn người chó chung chèn ơi. Là cái lúc đó là họ chuẩn bị đi nhưng mà đi không được hay sao nha, là hành như vậy đó. Hành như thế vậy đó, biết bao lâu ông đi cũng chết. Hành như thế vậy đó chèn ơi. Ngồi trong gia đình bỏ nhà cái đi trên đóng cửa lại này kia cái nọ lại này kia nọ không ở được, ngồi nước thầy lại thì thầy vô tới cửa rồi thì bắt đầu là ông cũng biết nha, cái quả báo nhưng mà ông cũng còn biết, ông còn biết á, cũng có cái tính. Vô lú đầu ra ông sủa, ông sủa là ông thấy thầy đi vô bằng áo dài dài đi vô chứ đáp đi vô lặng đầu, cũng quay vô chung sàn sống tốt. Bởi vì chó nó nhập vào thành ma rồi. Như thế vậy thì có đọc chung sàn sống tốt. Thì thầy thấy như vậy đó, thầy nói gia đình bây giờ thôi, bây giờ để ông cứ nằm yên vậy đi phải không, không động chạm nữa, giờ viết tên họ ổng ngày tháng năm xong rằng bạn trên rồi mới lên cầu nguyện mới như giấy nó là vào tất cả các kim can hộ pháp này kia ngoại về hộ độ với củ quyền của ông hộ độ, vì trước đây ông sát sanh nhiều quá phải không, sát sanh chó nhiều quá cho nên bây giờ không bị quả tử nhập ma là chó nó hành ổng ha, thôi bây giờ cho thầy xin ha, để cho ổng là được có là đi với là theo ông bà cho nó khỏe đừng hành sát nữa ha. Nhưng mà thấy vậy đó, thầy tụng ba bữa. Là sư ông phải lại năn nỉ mà tới ba ngày liên tục. Liên tục, đi lại là tụng ba tờ kinh Kim Cang, ba tờ đi là ba ngày liên tục. Dùng kinh Kim Cang là giống như là sư ông gọi rằng Kim Cang là gọi ta thường gọi rằng kinh Kim Cang phá tà. Dạ. Nếu Phật tổ tụng thì tà ma này thì cái nó không giống quấy phá, không giống em. Dạ. Trong đó có 25 vị giữ, mình là Kim Cang hộ pháp này kia cái nọ đó ha, theo giữ mình cho nên tụng rồi đó. Còn một cái ông á ở dưới đó, đầu kinh tư xuống hôm nay ông còn bệnh đó, cũng như là người mà mới đau có nhẹ nhẹ thôi, ông nói thầy bữa nay thầy xuống thầy tụng kinh xin tụng cho tôi đó ha, nói ờ ông cũng sát canh heo đó. Sát canh heo từ nhỏ cho mẹ đến già đó. Cái ông nói vậy, nói ờ bữa nay đó là tôi xuống đây tôi tụng kinh là xin cầu cho ông ha, để cầu cho ông hết bệnh này kia cái nọ. Ông nói là thầy tụng kinh cho tôi đi rồi á, nên là hết thời kinh rồi là tôi tâm sự với thầy là biết chưa biết là nhà thì không biết mà nhà mới bắt đầu nói vậy nghe. Xong là quảng trên rồi đó, thầy lên thì nguyện của quyền ổng rồi đó, đốt nhang rồi xong quảng trên lên đặt bàn phật rồi xong rồi nghe thầy tụng kinh. Thì thầy lên rồi thầy xin tội giọng xong quảng trên rồi đó. Thì bắt đầu thầy tụng mới có hơn nửa thời kinh là mới vừa tới kinh Bát Nhã à. Thì bắt đầu ổng đớ đớ rồi từ cái rồi cái tụng vừa hết thời kinh lòng chắc. Là trong tụng mới tới Bát Nhã là bắt đầu là ổng đi rồi. Ổng đi rồi. Tụng hết thời kinh rồi bắt đầu thầy về. Thầy nói thôi thầy không làm đám được đâu nha. Thôi bây giờ ở đây đi, bây giờ đi kiếm thầy khác làm chứ thầy không có ở đây làm đám được thì xa quá, đường xa xua quá, hắn mưa nữa. Thôi đưa thầy về, cái gia đình, thầy nói về cái gia đình bắt buộc phải đưa thầy về. Thằng cháu ổng nó rước thầy cái nó đưa thầy về. Đưa thầy về tới vị thầy, cái không biết gia đình suy nghĩ sao, chạy theo lên này, năn nỉ thầy quá trời. Bây giờ thầy xuống thầy,
tụng kinh cho ổng ha, mình cho tôi thầy xin tội ổng được, chết tụng kinh luôn dùm cho ổng, cho tôi đi có cái công đức phải không? Dạ. Hơn bước những thầy khác này kia nọ, mà thực lòng phải quay trở lại tụng kinh cho ổng. Rồi đó mới nói mọi gì nó có cái quả báo, làm thưa, cái gì có cái quả báo của cái. À, vừa rồi thì con được Sơn có kể về lực nhân quả, nhưng Sơn cho con hỏi thăm theo như lời giải cũng như là lời giải của Sơn á, thì mình sát sanh hại vật thì mình sẽ nhận cái quả đó, nhưng mà vì sao con thấy cũng có rất là nhiều gì khán giả sao thường thường nói rằng giống như là kế bên nhà họ ông đó ông đang làm lò heo nè, ông cũng giàu, rồi lò vịt, lò gà cũng giàu có chứ có gì đâu. Hy vọng rằng Sơn có thể giải cho con hiểu được cái nguyên nhân cũng như là cái lý do vì sao mà họ lại dùng cái nghề đó mà lại họ lại có giàu có. Cái đó là Phật đã nói, nó đã có cái thời, còn cái thời nghe sau khi cứ làm đi phải không? Đó, để cho làm bất chừng không đấy, nhưng mà tới chừng hết cái thời rồi đó phải không, giống như là cái phước hay sao hết cái phước rồi đó nha, thì bắt đầu từ đó đó con mới biết rằng cái người đó, giả sử như bây giờ cái người mà làm dịch nhiều, làm heo nhiều, làm chó nhiều, bất cứ là con để ý nó phải có một cái chuyện nó giống như là con dịch hoặc là giống như con heo hoặc là giống như con chó. Dạ. Như thế có vậy chứ không phải nói. Giống như là ý Sơn nói là cái phước họ còn thì họ không chưa sao, chưa sao, nhưng mà tới dùng hết cái phước đó rồi thì bắt đầu là tới chuyện rồi hay sao? Tới chuyện. Bây giờ thầy có nói là thầy có đến ở trên Châu Đốc đó, thầy có người ta đồn quá, thầy có đến một cái chỗ như thế gì? Cái bà này là bà là chủ tiệm vàng, nhưng bà bỏ cái đồng vốn bà ra cùng với cái ông kia làm heo nha. Chỉ là bỏ đồng vốn hùng thôi. Bỏ đồng vốn hùng thôi làm heo. Sau khi này đó mà ông chủ ông không có hay, không có hay đã bỏ đồng vốn làm heo với ông kia cho nhau, như thì cuối cùng mà đến khi đó, bà thọ bà chết, bà chết trước ông, bà mất hay sao nha. Mất lâu lắm. Như vậy là bắt đầu là rồi chôn rồi xong quả chân ổng làm ở nhà ngồi để làm ổng chôn, ổng chôn chôn bả một cái rồi chôn còn khoảng 5 năm sau có con heo ở xóm cách đó ở khoảng trường 5-7 cây số ở trong cái gạch đẻ ra con heo, bà này bà mua về bà nuôi. Bà mua về bà nuôi, bà thấy con heo cưng quá đi, tối á bà dăng mùng này nọ cho nó ngủ nha, sợ mũi cắn rồi á. Cũng tăng luôn, bà cưng quá bà nuôi như vậy là tới cuối cùng con heo nó biết nói. Nó nói với cái bà nuôi nó đó nha, nó nói tôi á là đào thai con heo hồi đó đó, tôi á là tiệm vàng ở ngoài Châu Đốc á, tôi á là làm cùng chứ người ta làm heo để ăn chết, đào thai con heo, bây giờ chồng tôi còn làm cái tiệm vàng, cái tiệm đó tên họ tên đó chị đó phải không? Dạ. Bà ra mãi bà gặp ngay đó phải không? Bà nói tôi như thế vậy, theo tôi tên họ này nè phải không? Cái ngày nào tháng nào phải không? Giờ đào sai thành con heo bà nuôi tôi đó, bà nói với chồng tôi thế vậy. Bà ra mà bà nói lần đầu chồng bà cũng tin, có đọc 3 ngày sau bà ra nói nữa chồng bà tin, sai người đi vô chứ bà ổng đi vô coi thì đi vô là con heo, ông nói chuyện đúng vậy. Bắt đầu người chồng thấy vậy bỏ tiền ra cho bà này chăm sóc con heo, nuôi mùng chiếu này nọ cho nó ngủ nha, rồi cho nó ngủ xong nào quản ngay sau khi nó xong làm quản cho nó ổng nhắc cái hàng ổng cho đệ tử ổng vô đem điện vô xong rồi chân chở về chôn trong cái chỗ nhà mồ của bà chôn đó đó phải không, thêm một cái mã nữa là bà chôn lần thứ hai. Trời ơi trời, là quay trở lại là làm heo, làm heo. Còn bây giờ nè, thầy nói không đâu xa cách thầy đây xuống dưới ở khoảng chừng nó là một cây rưỡi số hẳn có. Bà này chuyên nghiệp là bà cho dây, bà lúa, bà cho dây nợ lúa và dây tiền với bà. Khi bị hành đó, cái quả của bà đó, bà kêu đem cái táo với cái ống gạt đây cho tao, đem cái táo ống gạt đây cho tao. Suốt tối nay bà kêu vậy đó. Dạ.
cái táo với con gà cả đồ đông lúa á, sao cái đồ đông lúa đó. Dạ. Bị bà cho dây nặng lúa đó. Dạ. Ở đi lấy con ta đó, táo non táo già đó, bây giờ phải bà chết. Kêu vậy đó. Rồi cũng rước thầy về. Lúc đó thầy còn ở tại gia nha. Dạ. Cô còn ở tại gia, thầy tỉnh ở tại gia. Rước thầy lên tụng kinh với bà. Sinh rồi xong quả chân là bà mới chết được. Con thấy cái đó là cái nghiệp quả rất là nghiệp quả rất là rất là nặng. Chứ đừng nói tạo nghiệp mà không có nghiệp. Còn con biết bây giờ thầy nói đó, nếu con biết những người mà trẻ tuổi từ 25, 26, 30 tuổi trở lại mình chết trẻ là những người đó cái kiếp trước mà ta làm khỏi sao lên trên núi đốt rừng đốt núi giết những loại thú dữ chim này kia cái nọ cho nên bây giờ chết trốn như thế vậy. Yeah. Chết hiểu mà nó cứ xây dòng chừng nào đủ các con đó là thôi. À chừng nào đủ các con đó thôi. Cứ lên trẻ vậy cái là ra đi. Cái xong cái quầy lên trẻ vậy cái ra đi. Sao vậy? Trẻ ra. Dạ. Con á, bây giờ nè, con thấy rõ ràng cái quả nó có những người đối xử với cha mẹ không ra gì phải không? Dạ. Coi cha mẹ ghẻ đối xử không ra gì. Rồi cha mẹ đã mất đi, rồi tới chừng nữa con nó đối xử y lại như thế vậy. Đúng rồi, cái đó con có thấy ngoài đời thiệt luôn. Nó đốt uống như thế vậy. Dạ. Phải cho nên nó là coi như là mình mới nói đó. Coi như là các vị thánh ta nói giọt mưa trước đất đâu thì giọt mưa sau đất đó. Dạ. Thiên diện giọng khô khô sư nghi bất động. Thâm canh thiệu chủ thiệu ngũ xem tay lợi kỹ tổn nhân khởi vô quả báo. Nếu lợi mình mà tổn hại cho người ta là mình phải bị quả báo nha. Dạ. Không có người nào chắc. Thấy như thế vậy. Như vậy thì theo như lời dạy của sư ông là mình nên làm việc gì lại cho mình mà lại cho người nữa. Đúng rồi. Thì mình hẳn làm. Mình hẳn làm. Còn hại người mà lợi mình thì đừng làm hết sân ha. À. Dạ. Còn có những người nói đó, có những ông đó nói đó, nói đó thì thành thử anh nói mấy thầy tu nó giống. Chứ tôi chưa thấy Đức Phật A Di Đà. Tôi nói là Đức Phật A Di Đà là không có, không bao giờ có. Yeah. Nhưng mà thầy sẽ nói là có. Thầy sẽ nằm thầy ngủ ha, thầy tỉnh thầy sẽ thấy Đức Phật A Di Đà rõ ràng. Mà nếu mình gọi á Đức Phật Thích Ca là bằng sư phụ của mình phải không? Yeah. Là cũng như cha rồi phải không? Thì coi như mình gọi Đức Di Đà là bằng ông nội. Tại Đức Di Đà có trước Đức Phật Thích Ca lâu lắm. Khi Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi. Yeah. Biết rằng ở đó cách 10 muôn dặm có một vị Phật ha, tên A Di Đà. Các vị đệ tử của Đức Phật bên đây phải đi qua nghe kinh đó bên ngoài, nghe Đức Phật A Di Đà đi giảng tiếp. Yeah. Cho nên mấy Phật có kinh A Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ ha, hai những kinh đó là của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ông nói sau này đó chỉ khi kinh của ngài Đức Phật Thích Ca ở ra độ tội ta bà đã mất hết rồi, chỉ còn lại kinh A Di Đà chịu 100 năm ha, kinh Vô Lượng Thọ chịu 100 năm nữa rồi đó sẽ mất, còn lại chỉ có 6 chữ kinh A Di Đà Phật nữa là mất nữa là hết. 6 chữ A Di Đà con thấy giống thời nay của gì sư thì đó bây giờ là áp dụng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đó. À, A Di Đà Phật ha, kinh tới đây sẽ mất bởi vì những người á chưa có coi kinh gì chưa biết. Năm 2008 thầy đi dự đại hội ở hay là ngoài Hà Nội. Yeah. Ở chùa Quán Đức nha. Như thế vậy đó thì đã ra kinh nó rút ngắn lại hết trơn toàn bộ nhận kinh về nó đã ra kinh rút ngắn hết chứ nó không còn giống kinh cũ nữa. Dạ. Yeah. Nó mất đi rất nhiều nhưng mà năm đó đó là năm Lâu Hoa Hội thì rõ ràng cho Phật đã nói Lâu Hoa Hội á. Dạ. Qua rồi á thì coi kẻ còn người dữ mới biết phải không? Đó cho nên thành thử ra khi Lâm qua hội rồi thì thế gian mình cho nên những người nếu không tài không đức, không đức phải không? Không phước không đức lắm thì dạ mà qua không nổi. Qua không nổi. Dạ. Còn cho những người còn lại có đức và có phước lớn thành để nói dòng nối dốc sau này. Dạ. Giống như đợt dịch trôi qua đó sao? Đúng rồi. Thì cũng thấy là quá trời đó mà mình khoa học tiến bộ cỡ nào mà đâu có làm nổi. Đâu có làm nổi. Dạ. Nó con thấy giá tỷ như nhà ưng với nhà cháu ha.
hai nhà, nhà thương đã làm đó là thời vô chủ ở ác quá, hai anh em tiêu hết nhà, nhà kẹt với nhà và là dưới nhà thương là chủ việc đó, chứ vậy là tiêu hết. Thì con chả thấy rằng một cái gì tướng nổi lên, Vương Thượng Tử Nha ổng sống tới 400 tuổi, người phàm mình như ổng tu, ổng ngồi ổng câu cá ở bờ sông Vinh, ổng được số trời đã tới đó cho người đi đến chịu ổng cướp ổng về để cho ổng làm tướng trong cái triều vua của nhà Châu, để điều trị đánh mấy nổi là nhà Vương. Thì ổng lên thì coi như ổng đánh là nhà là thương tiêu diệt hết nhà Châu, hay là quản lý toàn bộ của là hết trơn toàn bộ kể cả. Cho nên nó là bây giờ đó muốn nói đó, là thầy nhắc Dương Tiễn cũng là đắc đạo kỳ đó 4.000 năm trước, trận đó là 4.000 năm trước. Dương Tiễn trước đây hộ cho, nghĩa là ông Vương Thượng Tử Nha sau khi dắt dắt xong là hoàn cảnh được đắc đạo phúc lên trời làm hộ pháp của trời, sau cái khi này ông về làm hộ pháp của Phật. Thưa chị ông, chị ông cho con hỏi thăm á, thì theo như lời của chị ông á, thì sau này á, là mình chỉ còn được là Luật Tự Di Đà thôi. Luật Tự Di Đà. Dạ, có nghĩa là sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà đến khi nào á, thì sẽ giống như là bác bỏ Ngài A Di Đà luôn sư, giống như là không còn tin là có Ngài A Di Đà nữa. Đúng rồi, thì tới trình mở mắt, nhưng mình chưa biết năm nào. Vì nói trong cái thời mạt pháp này là nó là 10.000 năm, nhưng mình lọt vào mạt pháp là hết 10.000 năm rồi. Dạ. Bây giờ còn 9.000 năm nữa. Thì theo như kinh sách thì còn 9.000 năm nữa. 9.000 năm nữa. Dạ. Nhưng mà chưa tới 9.000 năm thì kinh sách sẽ tiêu diệt hết. Rồi khi hết 9.000 năm đó đó, rồi Đức Phật Di Lặc đã tái thế. Xuống thế coi lại cõi Ta Bà này mới có kinh lại. Đức Phật Di Lặc hiện nay còn ở trên cung trời Đao Lợi giảng kinh ở trên trời. Chưa gì hết trơn mà con lâu lâu con cũng có coi được mấy cái video của sư là đặt bỏ tượng Ngài A Di Đà luôn, là chính là những người như có tu tập đó nha. Đúng rồi. Dạ, họ nói là chỉ biết Ngài Thích Ca thôi. Không đâu, đó là số trời cũng kiếm. Nhưng mà rồi những người đó tu gì cũng không thành lập. Cái đó là ma. Tu vậy nhưng người đó tu là ma. Dạ. Mới phá các tượng Phật nên thay. Nếu thầy nói đó, ở Trung Quốc những cái người mà phá cốt Phật lại đấy, những người không tồn tại có khi phá rồi đó, nghe về tới nhà chết, hoặc dài ba bữa chết, hoặc dài ba năm chết, chết hết, không còn nữa. Dạ. Không phải chuyện dễ đâu. Dạ đúng rồi. Đừng nói là ta đây là ta. Không đâu. Nói vậy chứ không thấy Phật, không thấy trời, nhưng mà đã có hiện hữu quả ngàn, chứ đừng nói là không. Dạ. Bây giờ nó muốn nói đó, tại sao thầy Minh Tệ, ổng là Bồ Tát quá thân, xuống độ cho chúng sanh, chứ ổng cũng không phải người thường, ổng là Bồ Tát, xuống quá độ cho chúng sanh. Nhưng mà nếu ai tin ghẻ ổng, ai coi ổng là thường, rồi coi ổng làm không, coi nói qua ổng làm không đúng này kia nữa, Phật giáo của mình đó, tới đây rồi đó, Phật đã khiến cho Phật giáo của mình suy đồi hết kể cả, là thầy Minh Tệ ra đời rồi đó, ổng là Bồ Tát quá thân độ cho chúng sanh ở thế gian này để dẫn dắt chúng sanh tu như là Ngài Phật Thích Ca hồi đó. Mà nếu ai đã nói rằng ổng đã tu không đúng mà coi ổng không đúng, thì những người đó tới đây rồi sẽ biết cái hậu quả, cái nghiệp quả nó là nó như thế nào, nó ra sao. Lên chị chê chết thầy Minh Tệ, chửi thằng cùng thằng này kia nữa, phải không, để đi xin ăn này kia nữa, gặp phước lên ngồi sáu vị mà coi thường phải là thầy Minh Tệ đó, thì bây giờ ra sao. Dạ sư Sơn, Sơn cho con hỏi thăm nè, vì sao sư ông giống như là đang là người tu tập tới lui đi đây đi đó,
Nhưng vì sao sư ông lại chọn là buộc là ở ẩn, cũng như là ẩn tu trong A cấp này nè, trên ba mấy năm? Hy vọng rằng sư ông có thể cho mấy anh em con cùng với quý khán giả làm sao được biết không? Là vì thầy thấy ẩn tu trong này tất nhiên là mình được thanh tịnh hơn. Tất nhiên mình ở ngoài đời vậy, đi tụng kinh cứu giúp cho chúng sanh, nhưng mà nó không được thanh tịnh cho lắm. Dạ. Yeah. Giấy ở chùa gì mà Phật tử tới lui nhiều lắm, kiếm mình thường lắm, đi này đi kia, mà nếu mình không đi á, tiếp chúng sanh phải không? Yeah. Có chuyện mình không đi tiếp chúng sanh thì người ta buộc. Dạ. Yeah. Cho nên thành ở đây mình về ẩn ở trong cái khóc tu để cho nó được thanh tịnh hơn, mình dễ tu thành hơn. Dạ. Yeah. Để cho nó thúc liễn chân tâm châu rồi đạo đức. Ở đây đó, chứ ông tu đây đó, không đi cách ba cái nhà không cũng được. Dạ. Nhưng sư ông cho con hỏi thăm nè, vì sao mà sư ông cũng như là con thấy, tại vì con có tham quan cấp của sư ông á, con cũng biết được đó là có rất là nhiều kinh sách luôn, sư ông cũng biết bao nhiêu năm nghiên cứu cũng như là học rồi, nhưng mà tại sao bây giờ sư ông chỉ áp dụng là ngồi thiền và niệm câu Phật hiệu thôi là suốt ba mấy năm vậy sao? Mà sao lại không giống như là áp dụng kinh sách nữa? Cái đó để cho nó thanh tịnh hơn. Là dạ. Sau khi Đức Phật Di Đà đã có nói với các vị Bồ Tát là có nói: tuy tôi là Bồ Tát, tôi là thành Phật, nhưng tôi phải niệm Phật tôi mới độ được cho chúng sanh. À. À, Phật còn phải niệm Phật mới độ được chúng sanh. Còn mình là người tu theo Phật, dạ. Làm theo Phật mình phải niệm Phật, sau này mình bỏ thân xác này mình mới gặp Phật. Dạ. Chẳng gì chỉ vì lý do đó mà sư ông áp dụng câu Phật hiệu suốt bao mấy năm luôn. Rồi, vậy đó. Chàng ơi. Nếu nói một câu niệm Phật là coi như là mình đã có cái công ngồi ở đây chỉ niệm Phật, nhưng mà độ được cái chúng sanh nhiều là gì? Mình niệm Phật á, đã là tới 48 lần của Đức Phật A Di Đà. Ha, một câu Phật hiệu là một câu Phật hiệu là 48 câu của Đức Phật A Di Đà. Dạ, đã vào đó hết, tập trung vào đó hết ha. Và các vị Bồ Tát tập trung vào đó độ cho mình và đồng thời độ chúng sanh. Nếu những người ở gần mình phải không? Dạ. Người ta đã biết có niệm Phật phải không? Thì mình đã chuyên đã câu niệm Phật cho người ta niệm thì người ta sẽ tốt cho người ta thôi. Chàng hèn gì đó cũng chính là lý do vì sao mà sư ông lại quyết định là học biết bao nhiêu kinh, bây giờ chỉ cần áp dụng là lục tự Di Đà rồi ngồi thiền như vậy là được hết sao? Nhưng mà sư ông cho con hỏi thăm là trong lúc ngồi thiền như vậy sao thì mình suy nghĩ về điều gì và lúc đó là tâm mình đang làm gì sư? Mình không suy nghĩ gì hết lúc đó, đó tâm mình đó quán tưởng đó, là mình sẽ thấy Phật ở trước mặt mình. Quán tưởng ra Phật. Quán tưởng ra Phật, thấy Phật ở trước mặt mình. Dạ. Khi thầy lên tụng kinh Kim Cang, có lúc đó thầy nói đó, thầy sẽ thấy Phật ngồi ở trên đầu thầy, ở đằng trước chỗ cái mỏ ác của thầy ở trên đầu thầy. Dạ. Là thấy Ngài A Di Đà hiện ra trước. Không, thấy Phật Tổ Thích Ca. Dạ, tại mình quy y với Phật Tổ Thích Ca, ổng là sư phụ của mình. Dạ. Cho nên khi á Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Bồ Tát á, là Phật Thích Ca cũng vẫn ngồi ở trên đầu, có cái hiệu chỉ ngồi trên đầu của ổng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ. Thì mình cũng vậy, tại vì đó là sư phụ của mình, cho nên khi mình tưởng á, là mình thấy ổng đã ngồi trên này của mình. Dạ, tuyệt vời quá hết sơn nè. Sư ông cho con hỏi thăm nè, như vậy thì sư ông ngồi thiền và niệm Phật như vậy là trên mấy mươi năm hết sao? Nhưng mà một mình sư ông ở trong A cấp như vậy nè, rồi sư ông có dùng bữa cũng như là thọ thực không sao? Hay là mình tập trung vô là suốt ba mấy năm là như vậy luôn sao? Có, mình có thọ thực, nhưng thọ thực đúng nghĩa là với 6 giờ sáng phải không? Dạ. Phải ăn cháo hoặc là ăn cơm gì đó phải không? Rồi xong quả chân là 8 giờ thọ trì kinh nha. Dạ. Xong là quả chân đúng 11 giờ mình ăn cơm đó. À. Nếu đúng 11 giờ ăn cơm, buổi chiều không ăn thì thôi phải không? Còn nếu có khi nào chiều của mình hơi đói thì mình cũng phải ăn lúc vừa đúng 4 giờ rưỡi, lúc đó mình đã cúng nghĩa là cho nghĩa là tất cả các linh hồn rồi đó phải không? Mình sẽ đậu cơm lúc đó chứ không đậu tối nữa được.
không ăn tối. Dạ, có nghĩa là theo đúng như thường ngày của sư ông là sáng 6 giờ là sư ông họ thực một cử nhẹ. Cử nhẹ. Rồi tới 8 giờ thì sư ông trì chú niệm Phật, niệm kinh. Rồi tới đúng ngọ thì sư ông mới dùng. Đúng rồi. Đó là mấy bữa chính của sư ông nha. Còn từ chiều tới tối thì có bữa sư ông dùng, có bữa thì không dùng. Không dùng. Dạ, coi như là sư ông áp dụng như vậy là trên mấy mươi năm rồi đó sư ông. Là kể từ lúc ẩn tu đó ha. Là lúc ẩn tu. Dạ, còn cái lúc mà còn giống như là tới lui giống như là bên ngoài hay sao thì sư ông có áp dụng cái cách đó không sư? Cũng có áp dụng cách đó. Không ăn cơm tầm bảy. Tất nhiên sáng rồi đi đâu cũng vậy, ở trong chùa phải không? Sáng đổ cà phê hoặc ăn cháo hoặc trong chùa lo sẵn đúng 6 giờ ăn rồi đó, ra đi rồi đó. Thì đúng đó là 11 giờ về ăn cơm. Rồi có khi chiều không ăn còn đi đám đó lại tụng kinh giúp người ta đó. Người ta phải chỉ cho nước mình uống thôi, mình uống miếng nước rồi mình về chứ mình không ăn uống cái gì. Dạ, tuyệt vời quá. À, không ăn uống cái gì. Hèn gì con thấy sư ông năm nay giống như là thọ quá chỉnh luôn. Dạ. Con thấy sư ông còn tới lui khỏe khoắn mà có được sức khỏe, con cũng rất là giống như là muốn được thực hành giống như sư ông á. Nhưng mà chắc duyên chưa tới. Duyên chưa tới. Dạ. Cái duyên của con nó chưa tới. Dạ. Khi nó tới rồi đó thì cũng như này nói thầy Minh Tệ bây giờ cũng đi vậy đó, là ổng theo đó, là ổng đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca Chánh Tông. Dạ. Đó là tu bên khất sĩ. Khất sĩ là phải đi xin ăn, ta gọi gần khất là xin. Dạ. Ăn là khất sĩ phải không, sĩ là tu. Tất nhiên người tu sĩ phải đi xin ăn đó Đức Phật Thích Ca cùng với 1,500, 1,250 vị tỳ kheo đi khất thực. Mà không phải đi á, là ở trong nước của Ấn Độ không, mà cái nước Ấn Độ rất là lớn, có 7 nước nhỏ đó. Yeah. Ông sẽ đi vòng trong 7 cái nước nhỏ đó đi khất thực thế nè. Từ sáng á, đi đến, nghĩa là 10 giờ rồi đến nghỉ không đi nữa. Như vậy là để dỡ bát ra cúng đồ này kia, cúng Phật, cúng đồ rồi, tổ đồ xong mãn chân rồi đó. Thọ thực từ giờ đó, ngồi nghỉ trong đó chỉ là ngồi thiền rồi tụng kinh tụng sách gì ở trong chỗ gốc cây đó nha. Rồi nghĩa là ngủ ở gốc cây đó luôn nha. Dạ. Ngủ ngồi hoặc là ngủ nằm gì cũng ở gốc cây đó, rồi có người ngủ ngồi được, có người ngủ nằm được, như thế vậy. Rồi sáng á 6 giờ đi khất thực nữa, đi như thế là đi theo đó, là đi theo cái đạo của Phật Thích Ca ngày xưa. Dạ, như vậy là ngày xưa, bây giờ thì mình gọi là Ấn Độ. Chứ ngày xưa là tới 7 nước nhỏ trong đó. 7 nước nhỏ trong đó. Dạ. Có nghĩa là đi nước này qua nước kia luôn. À, đi nước này qua nước kia. Dạ. Cho nên thành thử ra bây giờ nó có những người đó, những ông thầy tu mà không học, chưa tới, và nói thầy Thích Ca, thầy nói làm sai, ha? Tu sai này kia cái nọ, cái chính ăn này nọ mà. Không phải đâu, đó là làm theo đúng theo Đức Phật Thích Ca đó. Dạ. Có sách có vở ổng dạy đàng hoàng, cái phải đó ổng thiết khởi lại cho nó là chúng sanh mình học, phải không? Dạ. Nhưng mà không học mà còn nó là hết tiểu ngôn lượng, nó không đúng nữa, cho nên từ chỗ đó mang cái tội lắm đó. Dạ. À. Dạ. Dạ, thưa sao thì ngày hôm nay á, mấy anh em con tìm đến á, có đi ngang thủ viên gặp được sư ông đang ngồi thiền á, thì cũng trò chuyện cùng với sư ông và cũng được sư ông giải về cách ngồi thiền cũng như là về luật nhân quả. Thì ngay trong ngày hôm nay một lần nữa cho mấy anh em con á, là chân thành cảm ơn những chia sẻ cũng như là những lời dạy của sư ông đã gửi đến mấy anh em con cùng với quý vị Phật tử cũng như khán giả trong ngày hôm nay. Nguyện cầu chúc cho sư ông luôn luôn được thân tâm an lạc. Dạ, cảm ơn.